tên là gì? Cháu tên là Trương Văn Khương. Ừ, thôn nào nhỉ? Thôn Đồng Than, xã Đồng Than. Ừ, thì gái cướp gót nhá. Vâng. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay 17. 7. Ừ, cấy chỉ ngày 17 nhá. Cấy chỉ gai khớp gót ngày 17. 20 ngày sau nó cấy lại.
đổ tội cho là xương đau là do thận yếu chú ạ. Vâng. Ừ, chuẩn ăn là do thận, xương đau là do thận kém. Xương đào thải được không? Nó không nuôi dưỡng được cái sất. Cho nên là người ta bao dạng bổ thận. Thế đây này, người ta cấy chỉ đây này, bổ thận này. Cấy chỉ này là làm cho quả thận nó khỏe lên này. Đây. Đấy, đây hai quả thận đây. Thì tác động thế là quả thận nó khỏe lên này. Nó khỏe thì chân nó sẽ khỏi. Đây, một lát vào đây. Chú kéo cái này quả này xuống ra. Bố vợ cậu tôi cấy cho hai lần mà, ừ, cái ba lần một lần cấy không lấy tiền, thế khuyến mại ông cụ lần trước cần cho 5 10 ống thuốc rồi không lấy tiền, thôi xong rồi em ạ.